sản phẩm nữa bước chân vào thị trường TV chạy Android. Một chiếc TV thuộc phân khúc giá mềm nhưng chắc chắn sẽ có những ưu điểm khiến bạn hài lòng với số tiền mà mình bỏ ra. Mình là Ngọc Mai đây và sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta đó chính là chiếc Android TV Skyward E6 phiên bản 40 inch. Kiểu dáng thiết kế của TV khá trẻ trung và hiện đại. Khuôn viên cực mỏng theo xu hướng tràn viền đang thịnh hành hiện nay. Viền cạnh dưới được phủ màu bạc tạo điểm nhấn cho tổng thể TV. Ngoài ra thì phần chân đế bằng kim loại thanh mảnh nhưng vô cùng cứng cáp và cũng được làm theo tông màu bạc, không chỉ giúp TV trụ vững trên mặt phẳng mà còn giúp tăng tính thẩm mỹ. Với kích thước màn hình 40 inch như thế này thì chiếc TV Skyward E6 này phù hợp với những không gian vừa phải như là phòng ngủ, nhà phòng họp nhỏ hay là phòng khách nhỏ. Về phần cổng kết nối thì tất cả chúng đều được bố trí ra phần mặt sau của phía TV và được phân chia thành hai khu vực. Ở phần bên hông thì Ngọc Mai thấy là có hai cổng USB và một cổng HDMI để chúng ta có thể cắm các thiết bị như là bàn phím, là con chuột hay là laptop. Các cổng còn lại nằm ở mặt lưng bao gồm hai cổng HDMI nữa, cổng mạng LAN, cổng composite, optical và các cổng truyền hình. Và theo như Ngọc Mai thấy thì với số lượng cổng HDMI và USB mà Skyward E6 cung cấp khá nhiều so với những mẫu TV cùng phân khúc của các hãng TV khác để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng hơn. Về khả năng hiển thị, chiếc E6 bản 40 inch này sử dụng tấm nền VA cho góc nhìn tốt, màu đen sâu, độ tương phản cao, phù hợp với nhu cầu giải trí thông thường. Kết hợp với độ phân giải Full HD để bạn có thể trải nghiệm video sắc nét và trung thực. Bên cạnh phiên bản 40 inch, Skyward E6 còn hai phiên bản nữa là 32 inch và 43 inch, sử dụng màn hình IPS để bạn có thêm sự lựa chọn. Ngoài hình ảnh thì chất lượng âm thanh của chiếc TV này còn được đầu tư hai loa với tổng công suất là 16W. Ngoài ra thì còn kèm theo các công nghệ như là Dolby Digital hay là DTS True Surrounding để tạo ra một cái hiệu ứng âm thanh vòm cực kỳ sống động và mang lại cho các bạn những trải nghiệm âm thanh chân thực nhất. Về tính năng thì điều đáng quan tâm nhất ở chiếc TV này là nền tảng hệ điều hành Android 8.0. Giao diện thân thiện, dễ dùng, phiên bản này còn được nâng cấp về hệ thống, cải thiện tốc độ xử lý và nâng cao hiệu suất. Cùng với thông số phần cứng mà hãng cho biết trên chiếc TV này là RAM 1.5GB và chip xử lý 4 nhân, thì theo như trải nghiệm của Ngọc Mai thấy mọi thứ đều khá là mượt mà. Đặc biệt là có tính năng Google Assistant cho phép bạn tìm kiếm gần như là mọi thứ bằng giọng nói. Các bạn có thể dùng tiếng Việt để đặt cho TV những câu hỏi về thời tiết, nè, về giờ giấc, hay là yêu cầu mở một ứng dụng có sẵn ở trên TV, hoặc là phát một bản nhạc ở trên YouTube, hay thậm chí là những câu hỏi liên quan đến kiến thức đời sống. Và bây giờ thì Ngọc Mai sẽ thử đặt một vài câu hỏi cho TV nhé. Thời tiết Đà Lạt hôm nay như thế nào? Các bạn có thể thấy là hiện ra kết quả không chỉ thời tiết ở Đà Lạt hôm nay mà còn cả những ngày tiếp theo nữa. Bây giờ thì Ngọc Mai sẽ thử hỏi một câu hỏi về toán học xem sao. 5 cộng 5 nhân 2 trừ 3 bằng bao nhiêu? Rất là thông minh đúng không nào? Vậy thì bây giờ Ngọc Mai sẽ ra lệnh cho TV mở một ứng dụng có sẵn nhé. Mở YouTube. Rất là dễ dàng và tiện lợi đúng không ạ? Ngoài ra thì Google Assistant cũng hiểu được một số lệnh bằng tiếng Anh khi bạn yêu cầu về phần cứng như tăng giảm âm lượng loa, tắt TV. Bây giờ thì Ngọc Mai đang có một chiếc laptop kết nối dây HDMI với lại TV. Ngọc Mai sẽ thử ra một câu lệnh để TV chuyển sang cổng kết nối với lại laptop nha. Change input to HDMI 1. Rất là nhanh chóng và tiện lợi đúng không nào? Bạn có thể sử dụng tính năng Google Assistant với nút Google Assistant trên remote. Ngoài nút Google Assistant, trên remote còn có nút YouTube để chúng ta có thể truy cập nhanh ứng dụng video phổ biến này. Đây là một chiếc remote được làm theo kiểu truyền thống nhưng có tông màu nâu cho khác lạ một chút, cùng với một số chi tiết cách điệu. Remote cho cảm giác bấm tốt, nhạy và êm. Nói về ứng dụng thì như các bạn cũng đã biết là kho ứng dụng Google Play là một lợi thế của Android trên TV so với những hệ điều hành TV khác. Bên cạnh các ứng dụng giải trí thì số lượng game cũng đa dạng và chất lượng hơn. Ngoài ra thì nền tảng Android trên TV Skyward E6 còn cung cấp tính năng Chromecast hỗ trợ phản chiếu màn hình điện thoại lên TV. Hoặc là tương thích với ứng dụng Android TV, một ứng dụng cài trên điện thoại biến điện thoại thành remote điều khiển TV chạy Android.
Nhìn chung thì Skywatch không tập trung vào một đặc điểm nào vượt trội, mà thay vào đó thì họ đã cho ra đời dòng TV Android E6 như là một giải pháp tối ưu dung hòa nhiều yếu tố từ thiết kế cho đến cả chất lượng hình ảnh hiển thị và cả nền tảng hệ điều hành để có thể gói gọn trong một mức giá hợp lý, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, đặc biệt là những người có hầu bao khiêm tốn một chút. Còn bây giờ là thời điểm tổng kết những ưu điểm của Android TV Skywatch E6. Kiểu dáng hiện đại trẻ trung viền mỏng, chân đế kim loại chắc chắn, có 3 kích cỡ màn hình 32, 40, 43 inch, độ phân giải Full HD, hệ điều hành Android 8.0, nhanh, mượt, nhiều ứng dụng, Google Assistant tìm kiếm bằng giọng nói ra lệnh cho TV, Chromecast tích hợp phát nội dung từ điện thoại lên TV, điều khiển TV bằng điện thoại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn, và hiện tại là chiếc Android TV Skywatch E6 đang có mặt tại hệ thống các cửa hàng điện máy xanh ở trên toàn quốc. Các bạn có thể liên hệ về tổng đài 1800 1061 hoặc truy cập vào website dienmayxanh.com để có thể đặt hàng và được giao hàng lắp đặt tận nơi miễn phí nha. Đừng quên like và đăng ký theo dõi kênh YouTube của Điện Máy Xanh để có thể xem nhiều video hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì Ngọc Mai xin chào và hẹn gặp lại.